em chụp lại cái màn ảnh bên điện thoại em đang quay nè, nó đổi màu vậy đó. Cái điện thoại này mới mua cũng găng tay cũng còn xài được. Cái điện thoại cũ em nó hư hết vậy nè. Trơn mọi cái nút nó. Rồi em chỉnh sửa nó hư cái kênh này em luôn rồi. Tới ngàn mấy người ký ủng hộ, giờ em làm trắng tay luôn. Anh chị nè xem được ủng hộ em với kênh em bấm bị lỗi rồi, bị lỗi giờ em quay cảnh video mọi người chia sẻ mọi người. Điện thoại em cũng mau hết pin nữa, nó xuống cấp vậy nè, điện thoại nó xuống cấp vậy nè. Không có gì quay lên chia sẻ mọi người xem ủng hộ em đi, làm công sức làm cực khổ để giúp em thời gian qua em không hiểu được cái kênh tình. Điện thoại cũng mau hết pin nữa, mua điện thoại mới tính về ấy qua nè, chuyển qua làm lòng vòng hỏi bị lỗi làm không được hư luôn. Anh chị nào có xem gì anh chia sẻ lên nãy lên Facebook Zalo anh chị nè có xem được hãy giúp đỡ cho em, làm không nghỉ ngơi này. Rồi anh chị giúp cho mấy ngày được lên được 1.000 người mấy 4 mấy ngày giờ làm đã đời em làm hư tiêu. Rồi, sẵn em chia sẻ anh chị nào các bạn cô bác chú gì dượng các em gì muốn làm YouTube thì mình phải mua điện thoại cho tốt, có được như mình thì giờ thất bại ê trời đó. Tới ngàn mấy người bật kiếm tiền là vậy. Em chia sẻ nhiêu đây, anh chị nào có xem được thì ủng hộ em ha, rồi em cũng qua kênh anh chị xem lại. Em giờ em tắng tay làm đã đời công sức anh chị các bạn cực khổ ngày đêm, cái giờ em làm lỗi kênh. Em chào anh chị cả nhà.